thay cho cái bác Quỳnh ở Hưng Yên nhé, bác Sơn nhé, bác Sơn ở Hưng Yên nhé. Rồi, em sẽ thay cho bác ấy. Đầu tiên là cái mặt số mới. Đấy. Mặt số cũ của bác ở đây. Đây mặt số mới của em. Chuẩn thì thôi. Đấy, sau khi lắp chuẩn rồi thì mình sẽ bắt xoay. Xiết con hai con ốc hai bên mà. Cái này là tóc đang chạy rất chậm đúng không các bác? Tóc rất là lờ đờ. Thì em sẽ phải nắn lại tóc cho cái bác Sơn này. Đó. Sau khi xong rồi ấy, thì em sẽ quay, rút ra. Quay. Cho lịch nó nhảy thôi. Đó. Cho lịch nó nhảy. Đấy, bắt đầu lịch nhảy đây các bác nhìn này. Tạch nhá, nó nhảy như này một phát thì em sẽ lắp cái kim. Ở đây là bộ kim mới em thay cho bác ấy nhé. Thay kim mới cho bác ấy luôn. Đấy. Mình lắp cái kim cũng phải là lắp chuẩn đấy. Không phải lắp, cứ lắp là lắp được lấy được đâu. Đó. Hôm nay mình sẽ xoay tiếp một vòng nữa. Đó. Mình nghiêng xem cái kim có chạm vào nhau không. Đó, ok. Không chạm vào nhau là ok. Tiếp. Kim dây vào. Kim này còn mới nên là cái chân của nó đang bị chặt. Đó. Đấy, các bạn thấy kim còn mới đúng không? Rất mới. Nên là nó chưa vào ngay được. Đó. Bây giờ là 9 giờ 15 rồi. Đây mặt số của bác đây. Rồi, thay mặt số đẹp hơn. Kim của bác đây.